Xin chào quý vị các bạn. Tại các tỉnh thành miền Bắc thì các hình thế gây mưa suy yếu nên tại đây chỉ chịu tác động hoàn toàn của vùng áp thấp nóng ở phía Tây. Dự báo là trong những ngày tới thì áp thấp nóng sẽ mở rộng và ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ. Trời có nắng nhiều hơn và khá nóng trong khoảng lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, với nhiệt độ tại các tỉnh ven biển là từ 30 đến 31 độ, các nơi khác lên cao 30 đến 32 độ, có nơi ở Tây Bắc còn ở mức nắng nóng trong ngày mai. Và tiếp tục tăng thêm lên tới 32 đến 35 độ trong 2 ngày kế tiếp, đặc biệt là ở bên khu Tây Bắc bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình còn xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt lên cao từ 35 đến 37 độ trong ngày Chủ nhật và thứ Hai đầu tuần sau. Không chỉ tác nhân gây tăng nhiệt cho các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ, sự mở rộng của vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn sẽ làm nhiệt độ tại các tỉnh thành khu vực Trung Bộ có xu hướng là tăng tuyến tính trong những ngày tới. Cụ thể là dọc các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ tăng nhanh trong ngày Chủ nhật cuối tuần và ngày thứ Hai đầu tuần tới, tức là ngày mùng 9, ngày mùng 10 tháng 4, với nhiệt độ cao nhất ngày tại vùng núi phía Tây có thể lên cao 35 đến 37 độ. Ngay cả các tỉnh đồng bằng và ven biển cũng lên cao 33 đến 35 độ. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ thì nhiệt độ vẫn ở mức ôn hòa hơn, dao động là từ 31 đến 33 độ. Đồng thời thì những cơn mưa cũng có xu hướng giảm nhanh trong những ngày tới. Còn với các tỉnh thành phía Nam thì những ngày qua, mưa dông xảy ra nhiều nơi làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động diễn ra thường nhật của bà con ở nơi đây. Và theo nhận định của chúng tôi thì mưa sẽ giảm dần trong những ngày tới. Dự báo chi tiết trong khoảng chiều tối mai, thời tiết ở tại hai khu vực này vẫn còn khả năng là có nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Sau đó sang ngày mùng 9, ngày mùng 10 tháng 4, khi mà rãnh áp thấp xích đạo suy yếu và mờ dần, thì các tỉnh thành ở phía Nam sẽ lại quay trở lại trạng thái thời tiết của mùa khô, khi trời có mây thay đổi, hầu như không mưa, nắng nhiều trong ngày, cùng với nền nhiệt độ xu hướng là tăng trưa chiều sẽ lên cao từ 31 đến 34 độ tại vùng cao nguyên và từ 33 đến 35 độ tại các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thịnh hành là gió hướng Đông Nam đến Nam, thổi cường độ trung bình nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Riêng ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ thì cần lưu ý với gió Nam có khả năng hoạt động mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, gây biển động trong ngày mùng 9, ngày mùng 10 tháng 4. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, có gió Đông Nam thổi yếu, tình trạng biển bình thường. Mưa dông sẽ giảm hơn thời kỳ trước đó, nên thuận lợi trở lại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Như vậy là nền nhiệt độ ở tại miền Bắc xu hướng tăng, xuất hiện nắng nóng tại khu vực Tây Bắc trong ngày mùng 9, ngày mùng 10. Khu vực Trung Bộ phổ biến là ít mưa ngày nắng, nền nhiệt độ tăng, khả năng xuất hiện nắng nóng tại vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày mùng 9, ngày mùng 10. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thì khả năng chỉ có mưa rào rải rác trong chiều tối mai. Sau đó thì sang ngày mùng 9, ngày mùng 10, các tỉnh thành phía Nam quay trở lại trạng thái thời tiết của mùa khô. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày mùng 7 tháng 4 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.